Đại gia hảo, bây giờ chúng ta cùng tiếp tục học bài 7. Tỷ chi cửa, tương với bài 17 quyển 2. Đầu tiên hãy hỏi, Mike có ở ký túc không? Mike ở tại sủ sửa mà? Hãy trả lời khẳng định, có ở ký túc, nguyên văn chỉ cần nói, tại, ở. Giải. Bạn ấy đang làm gì? Tháp giải rủa sớm á? Bây giờ là cách nói ra đây, ra ngoài. Nguyên văn là ra, đến. Chu lái. Chu. Chu. Lái. Lái. Chu lái. Chu lái. Từ lái dùng ở đây để biểu đạt hướng về phía người nói, cho thấy điểm đến ở gần hoặc ngay tại chỗ người nói rồi. Vì từ chỉ biểu đạt hướng đi xa khỏi phía người nói nên có nghĩa là điểm đến còn ở xa phía người nói. Hãy nhắc lại, ra đây, ra ngoài, ra đến nơi. Chu lái. Chu lái. Hãy nhắc lại từ có lúc. Yǒu shí hǒu. Lúc. Shí hǒu. Shí hǒu. Lúc mà. De shí hǒu. De shí hǒu. De shí hǒu. De shí hǒu. Lúc mà ăn cơm, lúc ăn cơm. Chư phản đờ sờ hậu. Chư phản đờ sờ hậu. Lúc cùng đi chơi. Y chí chùy wán đờ sờ hậu. Y chí chùy wán đờ sờ hậu. Lúc nghỉ ngơi. Xíu xì đờ sờ hậu. 休息的时候 Lúc mình ra đây, lúc mình ra ngoài, người nói đang ở điểm đến. 我出来的时候 我出来的时候 Hãy nhắc lại, Mike có đang ở ký túc không? Mike ở tại sủ sửa mà? Có ở. Giải. Bạn ấy đang làm gì? Tháp giải rủ ở sớm á? Lúc mình ra đây. 我出来的时候 我出来的时候 Bây giờ hãy nghe một cách nhấn mạnh hơn để nói. Đang, nguyên văn là chính đang. Trần giải. Trần. Trần. Giải. Giải. Trần giải. Trần giải. Hãy dùng cách nói chính đang này để nói. Chính đang làm luyện tập. Chính là đang làm luyện tập. Trần giải dù liền xí. Trần giải dù liền xí. Đang ăn cơm. Trần giải chư phản. Trần giải chư phản. Anh ấy đang nghe đấy. Anh ấy chính là đang nghe. Tha trần giải thiên. Tha trần giải thiên. Lúc mình ra ngoài, lúc mình ra đây. 我出来的时候 我出来的时候 Bạn ấy đang nghe, bạn ấy chính là đang nghe. 他正在听
Tha trưởng giải thiên. Bây giờ là từ âm nhạc. Yên yue. Yên. Yên. Yue. Yue. Yên yue. Yên yue. Âm nhạc Trung Quốc. Trung Quốc âm nhạc. Trung Quốc âm nhạc. Nghe nhạc. Thính âm nhạc. Thính âm nhạc. Mình thường hay nghe nhạc. 我常听音乐. 我常听音乐. Bạn ấy chính là đang nghe nhạc đấy. Tha zheng zai tīng yīyue nè. Tha zheng zai tīng yīyue nè. Lúc mình ra đây, lúc mình ra ngoài. Wǒ chū lái de shíhòu. Wǒ chū lái de shíhòu. Bạn ấy chính là đang nghe nhạc đấy. Tha zheng zai tīng yīyue nè. Tha zheng zai tīng yīyue nè. Hãy nhắc lại, Mike có ở ký túc không? Mike ở tại sủ sở mà. Có ở. Giải. Bạn ấy đang làm gì? Tha giải rủa sớm á? Lúc mình ra ngoài, lúc mình ra đây. Wǒ chū lái de shíhòu. Wǒ chū lái de shíhòu. Bạn ấy chính là đang nghe nhạc đấy. Tha zheng zai tīng yīyue nè. Tha zheng zai tīng yīyue nè. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một bát canh trứng gà. Yǐ wǎn jī dàn tāng. Mua hoa quả. Mài suí của. Trả lại anh 34 tệ. Chào nín 34 khoải. Phòng làm việc của Ái Đức Hoa. Ai Đức Hoa đỡ bản cung sử. Vị này là giáo sư Trương. Trẻ vệ sĩ Trang Giáo sầu. Nhưng mà. Đại sự. Cái đỏ nhẹ hơn. Khúng đỏ bị chào chinh. Đồ dùng hàng ngày. Rư dụng phẩm. Tạm tạm, lằng nhàng. Má má khu khu. Chiếc xe đó. Nề lẻng chưa. Bệnh viện. Y yuan. Nhỏ hơn, tương đối nhỏ. Bí chào xảo. Bây giờ đi cùng với mình, bây giờ theo mình cùng đi. Hiện tại cân wǒ yì qǐ qù. Rất yên tĩnh. Hěn an jìng. Buổi tối. Wǎn shǎng. Hoặc là làm luyện tập. Huò zhě zuò liàn xǐ. Nhận gửi email.
sâu file email. Phim điện ảnh và phim truyền hình. Điện ảnh và điện视剧. Rất ít xem. Hẳn sáo khẳng. Chủ nhật nghỉ ngơi, chủ nhật nghỉ. Xin chí rì rì siêu xỉ. Đi siêu thị. Chủy chào sử. Đi công viên chơi. Chủy công viên wán. Lúc mình ra đây, lúc mình ra ngoài. 我出来的时候. Chính là đang nghe nhạc đấy. 正在听音乐呢.